Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiến Audio 99. Như các bác có thể thấy, cấu tạo của một dòng loa karaoke bất kỳ sẽ có bass, mid và treble. Trong đó, loa bass thể hiện những âm thấp, loa mid biểu hiện những âm trung và loa treble có tác dụng biểu hiện những âm thanh cao tần. Ba loa này khi phối hợp với nhau mang lại chất âm cực kỳ là hay cho hệ thống karaoke gia đình của nhà mình. Hôm nay, ở video này, em sẽ đào sâu cho các bác và anh em hiểu thêm về loa chép để các bác và anh em đưa ra quyết định đúng đắn khi mà chúng ta mua loa chép. Loa chép gồm với những loa khác đóng vai trò quan trọng quyết định đến mức độ hài lòng của người nghe, nhất là với những dàn karaoke gia đình đòi hỏi chất âm hay chạm đến cảm xúc. Âm chép với nhiệm vụ làm tăng cái độ chi tiết, tươi sáng và sắc bén trong âm thanh khi mà phát ra. Khi tiếng chép nghe hay thì rất là trong sáng và thanh thoát. Do đó, để đánh giá một cặp loa chất lượng cho âm thanh tốt thì bộ phận loa chép karaoke cực kỳ là cần thiết cho các bác và anh em, không thể làm mà bỏ qua được. Và tiện đây, hôm nay em cũng xin phép được giới thiệu cho các bác và anh em một dòng loa chép sử dụng công nghệ mới cho ra tiếng rất là chi tiết, tươi sáng và thanh thoát đẳng cấp quốc tế mà bên em mới về, đó là loa chép Pearl SA7 2021. Thì em mời các bác và anh em xem qua tổng quan ngoại hình của nó. Loa chép Pearl SA7 sử dụng công nghệ Leodium. Công nghệ này thường để chế tạo loa súp hoặc là loa chép. Dùng công nghệ Leodium luôn luôn cho hiệu suất cao hơn so với công nghệ truyền thống. Với cùng kích thước của loa nhưng công suất Leodium cao hơn, chất tiếng trong sáng và độ bền cao hơn. Dĩ nhiên giá thành loa công nghệ Leodium sẽ cao hơn 4-6 lần so với sử dụng công nghệ truyền thống. Cấu tạo là một hộp gỗ nguyên khối, vân gỗ nổi tự nhiên, các bác có thể đặt lên trên loa chính hay là kệ để tivi nhìn rất là sang trọng. Ngoài ra, loa chép Pearl SA7 còn sử dụng màng titanium có thể đáp ứng tần số lên tới 100Hz cho tiếng chép rất lung linh và ngọt ngào, lôi cuốn. Khi các bác nghe sẽ không bị chói hay là đau đầu như những dòng loa truyền thống sử dụng. Phù hợp cho các bác vừa nghe nhạc vừa có thể hát karaoke rất là mịn màng. Và sau đây, em xin được mời các bác và anh em nghe thử một đoạn nhạc dưới phần thể hiện của loa chép Pearl SA7 2021. Và các bác thấy video này bổ ích thì cho em xin một like, một sub và một comment để em lấy động lực ra video hay hơn gửi đến các bác và anh em. Chúc các bác và anh em nghe nhạc vui vẻ.